Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lập tem thì mình ăn mừng lập tem. Đấy, hôm nay thì anh em đã gọi là khổ từ sáng đến bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Đấy. Thì đây, review cho mọi người là đây là món gà. Gà gì? Gà nướng. À, gà nướng đấy. Đây là món cá nhá. Đây là mình rỡ ran hơi nhũ nổi, nó hơi chín quá, và đây là món xúc xích quen thuộc. Đấy. À, giới thiệu từng người ấy nhỉ? À, thì, đây thì tất cả thành viên tem của mình là ở đây mọi người nhá. Đấy thì hy vọng là mình làm video các bạn ủng hộ mình. À, bây giờ mọi người ăn đi thoải mái đi. Ăn đi mọi người. Đói lắm rồi. À, đây. Ăn gì trước anh nhỉ? Ăn gì trước đây? Cái này của em. Đấy, lần lượt một. Tại sao vừa rồi? Chưa rửa tay đúng không? Đây. Ai ông này tự lấy đi còn gì nữa? Lấy cho đi. Thôi mình cầm tay luôn các bạn nhé. Chứ mình không ăn xúc xích. Đấy. Mình mời tất cả mọi người nhá. À. Sao nào? Mình mời tất cả mọi người nhá. Mình khả năng là mình làm tí mình làm tí cánh gà đi à, cho nó rực rỡ. Ui trời, nóng. Ui trời. Mời tất cả mọi người nhá. Ui ngon thế. Ui ngon thế. Ừ. Ngon quá. Ngon. Ngon mọi người ạ. Nóng quá. Nhờ cái bản thuận hiện đã hết cái xúc xích rồi. Ăn được cơ. Chú tem mà quặng là tan luôn. Quá mọi người ạ. Đấy thì giới thiệu với các bạn nhé. Thì tem mình thì hôm nay là mình làm cái video mà ăn mừng mình gặp tem thôi. Còn những cái nội dung thì sắp tới mình sẽ làm, thì mình hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho anh em mình. À, tem mình có bạn này, bạn Dũng Ất. Mẹ cây tên nhờ. Bạn này bạn tên gì nhỉ? Mình tên là Sơn các bạn ạ. À, gọi là Sơn Chuột anh em nhá. À. Mình là Thuận Con các bạn biết rồi. À, đây là Linh Anh nhá mọi người nhá. Đây là Trúc Mông Hậu. Và đây là Diệu gì nhỉ? Rượu điệu đà, ok. À, tem mình nói chung là vẫn còn hơi ít nói tí, thì mọi người thông cảm, thì mình cân cả video à. Em có thấy thiếu thiếu nào? Đi. Ai quay nãy giờ đấy nhỉ? Ok mọi người nhá, lên tiếng chào mọi người đi. Ôi đặt châu chào tất cả mọi người nhá. Dạ, chung là món gà này là gà gọi là nướng. Đấy bạn. Sơn chuột nướng mọi người ạ. Mình phải kỳ công suốt từ sáng đến giờ mới làm được hai món này mọi người ạ. À, em nói gì mọi người đi nhỉ? À, em chào mọi người cái anh ơi. Cứ biết chào. Nói thử nào. Em gái này xinh lắm người ạ. À, em này nữa. À, em này nữa. Ờ, hôm nay mình cho ba bạn nữ này vào đây để ngồi cho nó đầy đủ. Còn thật ra là thành viên của mình là có 4 người, 5 người. Mọi người nhá, đây là tất cả là người yêu của mấy anh em mình. Thôi, mày đừng có bốc quét. Đặt châu ơi. Tình hình là quay nãy giờ cũng hơi thèm gì. Cho nó bận nữa, tao ăn cá rồi.
Đây, sai à. Mình làm phải khai vị món cá này. Cá nó là chưa ăn đúng không? Chưa. Mời mọi người đóng hàng đi. Mình mời mọi người nhé. À, chơi chấm. Chấm không được rồi. Mình mời mọi người nhé. Cá thì nước mắm, cá lại chấm nước. Mình xin phép mọi người, mình làm con cá đi. À, cái cái con đấy nó là con gà. Chicken. Chicken nhá. À, cái này anh dành cho em. À em không ăn à, thế để anh ăn đi. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Mình nhìn mấy cũng thấy ngon mọi người ạ. Cá ăn da nó ngon. Da nó ngấm gia vị ăn ngon. À. Sáng giờ tớ nhà tớ ăn một bát mì tôm. Xong rồi đến giờ tớ ăn mối xúc xích. Càng ngày ngày tớ. Giờ anh giống gà để chị ấy ăn mì tôm. Mời tất cả mọi người nhá. Dũng không có chờ tớ ăn. Ăn nhiều nó giống như em à. Em ăn không? Em làm một miếng rồi, một miếng rồi. Thằng bạn anh mồm nó hơi quan tí. Em ăn có người yêu. Thế là em có người yêu nha nhỉ? Em có rồi. Em có rồi à? Là anh đúng không? Cầm chặt bàn tay anh nhé. Anh dẫn em trên con đường yêu thương. Cái gì? Đấy, bây giờ mình sẽ làm cái đùi tiếp theo. Ừ. Không phải cả mình làm cho mọi người ăn, mọi người cứ thấy ngon là được. Mình phải ra mình review cho mọi người xem chứ không phí. Ngon nhỉ. Mà không tâm thì hơi lắm. Đây mọi người nhá, đây là nói chuyện mọi người đi. Đấy thì nói chung là tem của mình thì cũng xuất phát lên thì nói chung mình cũng suy nghĩ lập tem rất là nhiều. Thì mình cũng đắn đo nhưng mà năm nay thì mình cũng có gặp được mấy em bạn lính đây, bạn lính ở đây, bạn lính và đây cả là Châu bạn lính thì nói chung là mấy anh em thì cũng là đam mê. Là mình cũng mới gia nhập team luôn, mình cũng chưa có kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà cũng rất mong là thời gian tới là mọi người sẽ ủng hộ cho team mình để team mình phát triển dài lâu ở trên cái nền tảng này. Mình hơi đoán. Mình hơi đoán nên là bây giờ cứ phải ăn được. Khi mình quyết định lập team ấy thì nói chung là mình cũng hỏi tất cả ý kiến tất cả những cái anh em team cũ ngày xưa như là Đức Hoàng, Nguyên Ca ấy, thì mọi người bảo là không nên lập bởi vì bây giờ lập ra cũng chẳng có ai xem với lại cũng không thành công đâu. Nhưng mà may là được ba anh em này với tất cả mọi người động viên mình thì mình quyết định mình lập team lên. Và mình sẽ cố gắng hết sức mình làm tất cả những video hay và mình sẽ không làm đánh nhau nữa mọi người nhá. Mình sẽ không làm đánh nhau nữa và bởi vì làm đánh nhau mọi người không thích. Nên là mình sẽ củng cố tất cả cái nội dung. Đấy. Thì đây có Đạt Châu thì cũng đi theo mình từ cái đợt dưới Nguyên Ca rồi. Ở đây có hai anh em này mới thôi. Thì mọi người thì ông này nó cũng mới làm nên đôi kia nó còn hơi nói chuyện nó còn hơi ngại một tí. Nhưng mà chắc chắn là vào video thì sẽ nói chuyện nó lưu loát hơn mà mượt hơn. Nào mọi người, ủa gì? Mà đói quá rồi ạ. Từ sáng giờ. Ủa cho vào lâu lắm à, khoan cho tông cái mũ bằng này là. Ui xa. Ui xa chứ mà. Ui xa chứ mà là. Em ăn cái cánh này. Để mấy nữa bay xa cùng anh nhé. Đấy. Ui à. Không xin rồi. Đó. Em ở nhà thì em không biết bay rồi. Đây một miếng nữa thôi. À. Thì mấy bạn nữ này ít nói thì cứ dần dần thì mọi người thông cảm nhé.
Sao vừa nãy nói nhiều lắm cơ mà? Vừa nãy mà khi chưa bật máy quay các em nói nhiều lắm cơ mà. Em nào? Em chào các chị ạ. Thôi giới thiệu mọi người luôn. Đây là người yêu mình. Đây là người yêu Dũng. Đây là người yêu đây là người yêu Dũng. Đây là người yêu Bách. À, Đạt Châu. Nói là phải chuẩn. Còn đây là người yêu đây. Đấy. Đủ. Nói chung là cặp của mình đều đầy đủ người yêu hết, nhưng mà có người yêu chính là bây giờ không biết đang đi với thằng nào. Quên nhầm. Đang đi gì nhỉ? Đi học. Đi nhà nghỉ ấp. Ủa nhà em mới làm rồi. Đừng nói. Rồi. Mày xong rồi. Đừng nói. Đi ngủ. Người yêu mình là hiện tại là đang có việc cho nên là không có mặt ở đây được mọi người ạ. Thế nên để thằng này nó nói móc nói máy mình trước từ nãy giờ ấy. Cũng cay đấy nhưng mà chấp nhận thôi. Không làm gì được cả. Mày. Thế mình thì mình cũng đang đào tạo tất cả anh em là cách quay video rồi các thứ. Nói chung mình phải liều lắm mình mới lập nên cái trang này mọi người ạ. Thì hy vọng là được các bạn là đón nhận và công nhận anh em mình. Thì nói chung là vạn khởi đầu nan mà. Vạn sự khởi đầu nan. Vạn sự khởi đầu nan ấy. Nói gì cũng xài. Gà nó đắng đầy mồm quá nói bị thiếu từ. Ngon quá à, thèm hamburger quá à. Mất hai cái đùi rồi. Lật lại tôi phẫu thuật đi. Ba người ăn tiếp đi ạ. Mất hai cái đùi rồi lật lại để mình phẫu thuật xem còn cái đùi này nữa không. Đây. Nhà đâu nó sốt. Ủa, đây là cái bầu cánh mà. Đây là cái đùi cánh. Ừ, mình đưa. Khổ quá, là con nhân dài quá. Kéo khỏe này. Ê, đi. Xoắn đi, giữ rồi. Ôi. Em ăn nhá. Lấy. Cho khỏe cả mẹ và cả người. Ui. Đâu rồi? Chúc cái rượu đâu rồi? Cái đặc mày không sợ. Để tôi lấy cho vợ ra. Này. Ôi, ăn một miếng nữa thôi. Ăn đi. Một miếng nữa thôi. Mình buồn cười lắm. Vừa nãy ở lúc chưa bật máy quay ấy thì ba bà này cứ bây giờ vào im re, mình không biết là sao. Nó bị áp lực ấy mọi người ạ. Nó bị căng thẳng. Áp lực vô hình. Hả? Em bữa anh à? Hai còn. Mấy cái còn sao đó? Điếc à? Không phải tên là chính đâu. Cho xin miếng cá nào. Xem ăn cá cho nó ra. Ngon đấy nhỉ. Tuyệt vời luôn. Ôi, cá này nó nghe mình chấm nước mắm tỏi ớt chứ nhỉ. Thì nói thật với các bạn là mình cũng xem mình là cũng thuộc dạng là nghèo nhất YouTube các YouTuber Việt Nam. Thế này là nói chung là hôm nay bọn mình phải đi ăn cả tuần đấy mới mua được cái này để cho ngày hôm nay. Thế là tối ăn mì tôm nhá. Ủng hộ anh em mình nhiệt tình mọi người nhá. Bây giờ thì ăn như này thôi chứ tối lại mỗi người làm bát mì tôm ăn cho lại sức. À, ông nào mà chưa gặp người yêu nhiều mà ông ấy không hồi lại được sức luôn đấy. Hả? Chả biết ai. Cái gì? Chả biết ai. Em biết gì đâu, em vừa mới lên. Nói vừa vậy chúng đầu chúng. Chúng tôi đã chi 1 triệu cho video của lần này. Hôm nay thì toàn bộ cái những cái tất cả cái món ăn hôm nay thì là toàn bộ là do mình làm hết mọi người nhá. Cái gì? Hả? Còn tên anh chính mất công. Ai làm nhỉ? Còn ai ở đây nữa? Anh Sơn lại bảo là còn ai trong quay lúc này. Thôi thì hôm nay mình thông báo với mọi người là video này là video chúc mừng mình lập tem, thì nó là cũng là một cái video nho nhỏ thôi, mình cũng làm con gà nướng rồi con cá nướng và một ít xúc xích thôi. Đấy thì nó cũng còn sơ sài và video nó cũng chưa được hay cho lắm, thì sắp tới mình sẽ cố gắng làm nhiều cái dự định làm nữa. Video thật là hay. Mong mọi người là ủng hộ tem mình. Các bạn xem. Mình sẽ cố gắng hơn cải thiện về mặt nội dung. Làm sao để đem đến cho mọi người những cái video mà nó hay, nó chất lượng để mọi người xem, mọi người yêu quý và ủng hộ team mình. Nhưng mà mang lại tiếng cười vui vẻ cho tất cả mọi người. Video của mình đến đây là
cái đến đây là kết thúc cho mọi người nhá. Thì ba bạn nữ này thì nói chung là cũng ngại trai. Ok. Ba anh em này thật ra là cũng dại trai. Ngại camera. Đấy thì nói chung là bạn này cũng hơi ngại, thì con mình với Đạt Châu là nói được nhiều và bạn này nói được nhiều thôi, thì mình sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới thì cải thiện về cách nói chuyện và các thứ. Nói chung là được lưu loát hơn thôi. Khi mình lập tem này thì mình nghĩ chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cười mình, nhưng mà thôi, tuổi trẻ mình cứ sẽ cố gắng thôi, mình vẫn làm, còn thở là còn làm. Nhiều người người ta còn làm thở là còn gỡ. Nhiều người người ta làm, người ta cũng chưa đạt được những cái thành quả như của mình, nhưng mà quan trọng là cái lý trí của mình. Thì lý trí của mình là một phần thôi, còn vẫn phải nhờ vào các bạn xem video cho mình và ủng hộ. Thì ok các bạn nhá, thì các bạn hãy ủng hộ cho anh em mình bằng cách like, subscribe và bình luận góp ý. Có những ý tưởng nào hay thì bình luận góp ý cho bọn mình, tụi mình sẽ thực hiện cho mọi người nhá. Ok mọi người nhá, và bây giờ còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Okay, bye.